Hello, xin chào tất cả các bạn. Thì ngày hôm nay mình lại tiếp tục chia sẻ cho mọi người một dự án đào BTC khá là mới nha. Thì dự án này hiện tại đã là được 5 ngày rồi. Và đây chính là trang chính của dự án nha mọi người. Đây, dự án này thì nó chữ viết nó cũng khá đơn giản thôi mọi người ha. Mình thì mình mới tham gia được nó một ngày. Rồi, thì tổng quan cái giao diện chính này, đây chính là số thành viên này các bạn. Đó, có những người đầu tư và số tiền rút này. Và đây là 10% ngày 1, 13, 14. Ok. Đó, chi tiết tổng quan. Mình có thể dịch sang tiếng tiếng Việt được ha. Nếu mà mọi người muốn thì mình có thể sẵn đây mình chỉ luôn cho các bạn này. Đây, mình sẽ sang tiếng Việt Nam. Đó, thì để cho tất cả anh em cũng như là mọi người được biết thêm thì dự án này đó chính là gì? Các thành viên này, nguồn điện đang sử dụng này, đó, nguồn điện khả dụng này, tổng số tiền thời gian máy chủ là 5 ngày này, giá thị trường này. Ok mọi người. Thì khi mà mình đăng ký thì mình vào trang chủ nó thì nó hiện như thế này nhá. Rồi thì bảng điều khiển của mình. Đó. Thì bảng điều khiển thì hiện tại mình đang có số thu nhập này các bạn, nó đang đào. Và nó cho mình miễn phí là 300 GH nha, trên dây nha. Đó, thu nhập của mình. Thì bây giờ là mọi người sẽ quan tâm là gì? Rút tiền đúng không ạ? Thì ở đây nó cũng sẽ có một cái trang rút tiền ở đây luôn. Hoặc là mình có thể đầu tư mua, thì mình cũng không có khuyến khích mọi người vào đây mua đâu nha. Đó. Mình sẽ nháy 2 lần. Rồi thì nếu mà muốn mua thì mình sẽ vào ở đây, khoản đầu tư là 0.0115 nha. Đó thì nó cũng sẽ hiện ra này. Tổng số lợi nhuận này, đó là nó sẽ cho từng này. Rồi ok, cái web này miễn phí cho nên là mình cũng không có khuyên mọi người khai thác đâu nha. Đó thì mọi người anh em có thể đọc. Rồi, phần tiếp theo là phần rút tiền này các bạn. Thì rút tiền ở đây thì nó có cái số dư này. Thì mình sẽ ấn vào cái địa chỉ ví của mình ha, người nhận ví này. Đó, thì ví của mình đây. Thì khi nào mà đủ thì mình sẽ rút thôi. Thì cái số tiền rút tối thiểu của nó là 0.0115. Đấy. Thì hiện tại mình đang là tổng số dư kiếm được là gì? 0.0001237. À, hiện tại mình đang còn thiếu, chưa đủ. Thì nếu mà đủ thì nó sẽ có cái số tiền giao dịch ở đây. Rồi giới thiệu bạn bè, đây chính là link rep của mình luôn các bạn ha. Ở đây thì nó cũng đây giới thiệu Osama Halley, thì mình có thể ấn vào đây này, địa chỉ link rep của mình này. Đó thì tổng quan tất cả cái giao diện này nó chỉ đơn giản là như vậy thôi các bạn ạ. Rồi mình trở lại tiếng Anh nhìn cho nó dễ ha, hoặc là mình ấn vào setting ha, mình có thể dán cái địa chỉ ví của mình đây này. Ở đây này các bạn, đó, mọi người quan tâm đổi mật khẩu đơn giản. Thì dự án này thì nó cũng không có gọi là phải là cao siêu quá đâu các bạn ha. Cho nên anh em nếu mà anh em có thắc mắc thì vẫn có thể vào phần phần đây này, đây. Đây là chương trình tuyển rep của nó này, level này. 4 này, bạn có 3 người thì một người đầu tiên thì như thế này. Đó, người sử dụng đấy, nếu mà mọi người tiếng Anh không đọc được thì mình sẽ chuyển sang luôn này, thấy không? Mình sẽ phóng to lên một xíu cho mọi người thấy. Chúng tôi có 3 cấp độ này. Thì mình sẽ có 3 tầng. Tầng thứ nhất thì mình sẽ đạt 14. Còn thứ hai nữa là 7. Rồi tiếp theo thứ ba, 3 tầng. Thì đây cũng là một cái dự án khá là hay đấy nha các bạn. Nó cho đến 3 tầng. Thì trước giờ mình đào thì mình chỉ được tầng 1, tầng 2 thôi. Đây là tầng 3. Đó thì hy vọng mọi người cùng nhau phát triển và cùng nhau làm việc với mình ha. Mình chúc mọi người có thể thành công với dự án mà mình chia sẻ. Link thì mình sẽ để ở dưới phần mô tả của video ha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Chúc các bạn thành công.